Xin chào anh chị quý vị và các bạn. Ngày hôm nay em sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới anh chị quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ máy dầu, dòng xe siêu bền, tiết kiệm nhiên liệu và gầm cao. Đó là một chiếc Ford Everest đời 2005, máy dầu 7 chỗ. Thì đây là toàn bộ tổng thanh xe, một chiếc xe 7 chỗ màu phấn hồng. Đó, đây, gầm khá là cao. Dòng xe này rất là bền. Và Ford Everest này thì nó không có bản thiếu, nó chỉ có một bản. Đó. Một là số sàn, hai là số tự động, và một cầu và hai cầu thôi, nó không có bản thiếu. Đó, dòng xe này thì rất là bền luôn. Từ xưa đến nay, nếu các bác mà đã trải qua dòng xe này rồi thì đánh giá dòng xe này về chất lượng bền bỉ, cũng như là về độ tiết kiệm nhiên liệu của nó, trung bình nó chỉ chạy 7 cho đến 8 lít dầu 100 cây. Đó, thì đây là một chiếc xe mà đời 2005, tuy nhiên thì chất lượng nó khá là tốt. Em đã kiểm tra cũng như là dọn dẹp gầm bệ và sơn tỉa rất kỹ. Anh chị quý vị và các bạn có thể tham khảo video để lựa chọn về chúng ta chạy gia đình, chạy công việc, hay là chạy vùng đồi núi khó đi, cũng như là chạy thêm dịch vụ đều ổn. Đó, bởi vì dòng xe này gầm cao, chạy khỏe, nên tất cả các cung đường nó đều có thể chạy được. Đây, toàn bộ gầm này, gầm rất là cao luôn, và gầm bệ cực tốt. Đó, như là toàn bộ phần đầu đây. Và sơn si thì em đã cho đi sơn tỉa và dọn dẹp khá kỹ rồi. Đó, sạch sẽ. Thì anh chị quý vị và các bạn, khi mua chiếc xe này về, chúng ta hoàn toàn là lăn bánh luôn, không phải động chạm gì thêm cả. Đó, đây, toàn bộ về phần sơn này. Đó, lốp dự phòng, hay là về phần nội thất trong xe, nội thất da. Đây, hàng ghế cuối chúng ta có thể gập và nhấc lên, thì chúng để được một khoang cốp rất là rộng luôn. Đó, rồi. Toàn bộ tam ly keo chỉ nguyên, bảo hành luôn cho anh chị quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước. Đó, đây, toàn bộ da ghế này, da ghế khá đẹp, trần nỉ nguyên. Đây, toàn bộ trần nỉ nguyên này, hỗ trợ hai dàn điều hòa trên trần, tam ly cũng nỉ nguyên luôn. Đây, toàn bộ phần tam ly nỉ này. Đó, gương kính chỉnh điện cả. Đây, toàn bộ gương kính chỉnh điện lên xuống kính này, gương chỉnh điện này. Đây, và toàn bộ bóng khí bên phụ cũng như là bóng khí trên vô lăng. Đó, đời 2005. Thì đối với một vài các phiên bản máy dầu như Fortuner, Isuzu hay Santa Fe, thì đối với dòng Santa Fe và Fortuner thì giá nó cao hơn một chút. Nhưng tuy nhiên thì về độ ồn của máy thì Everest này, máy nó sẽ êm hơn dòng Fortuner. Đó, và đặc biệt là dòng xe này thì giá cả nó hợp lý hơn, khá nhiều người lựa chọn. Đó, đây, toàn bộ khoang máy này. Đó, đây, toàn bộ máy này. Đây, 2005, máy rất là khô luôn, dọn dẹp kỹ càng, sạch sẽ. Đó, đây, toàn bộ răng giật, keo chì, xe rất là tươi, nên là anh chị quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe. Đó, đây, toàn bộ nội thất khoang máy này, da máy đây. Đó, phần da máy này rất là sáng luôn, không hề ẩm ướt, máy chạy cực tốt. Em đã test và kiểm tra rất là kỹ rồi. Đó, và salon bán ra bảo hành về chất lượng xe, cũng như là bảo hành luôn về giấy tờ thủ tục, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị và các bạn. Đó, đây, toàn bộ mặt tắp lô này, điều hòa hoạt động khá tốt. Đây, toàn bộ về điều hòa đầu đài CD, hay là hệ thống củ số, phanh tay. Đây, đó, và toàn bộ bóng khí bên phụ cũng như là táp ly. Máy đang nổ này. Đó, máy nổ khá êm luôn. Đấy, bắt đầu khởi hành này. Đây, chạy rất là thích. Rồi, toàn bộ nó rất phía sau này. Đó, đây, máy nổ khá êm luôn và chạy cũng rất là mượt. Thì đối với cái tầm giá mà 205 triệu, bao gồm cả phí rút hồ sơ và 7 chỗ máy dầu, thì anh chị quý vị và các bạn hoàn toàn có thể tham khảo để lựa chọn mẫu xe này về chúng ta chạy gia đình hay chạy thêm công việc, cung đường khó đi, khá là ổn, đó, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Thì đây là video em đã quay và giới thiệu tới anh chị quý vị và các bạn một chiếc Everest đời 2005 có giá 205 triệu, là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này, hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác,
hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại em để phía dưới màn hình hoặc đến salon Mạnh Ô Tô, km số 6 Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị, quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.